Đây mọi người, hôm nay sẽ lên một con giấy clip nè. Thì con này sẽ là bản nhật nha. Con này bên em sẽ bán giá là 4,8 triệu thôi mọi người. Đó, màn hình gập đây. Đó, mọi chức năng sử dụng bình thường nha. Màu tím mộng mơ, rất là đẹp luôn. Hôm nay sẽ về là 14 Pro Max nè, cũng là màu tím, bản chính hãng nha. Đây, 14 Pro Max bản chính hãng Vienna mọi người. Đó, Mi 11 Ultra. Ồ, này con được Mi 11 Ultra nè mọi người. Đây, con này chưa có tiếng Việt luôn nha. RAM 12GB, bộ nhớ là 256GB. Đây con này chip Snapdragon đó là 888 mọi người. Ok chưa? Mi 11 Ultra, camera sẽ là zoom 120x. Quá đẹp. Lưng gớm nha mọi người. Con này lưng gớm nha. Đó. Lo thì được kinh chỉnh bởi Hetman gia đình. Rồi, S20 Ultra bản chính hãng 2 SIM. Này được con lắp sắt 4 nè. Phát lại video hả anh? Đâu có đâu, cái này đang phát trực tiếp đó mọi người ơi. Anh Hằng Nhân ơi. Đây, lắp sắt 4m nè. Rồi ngày nào bên em cũng có livestream mà livestream từ lúc trưa một buổi rồi ta đến tối một buổi đó. Lên iPhone 14 Plus đi. Đây 14 Plus con cây màu xanh nè. Đó. Rồi 13 cũng có bản chính hãng nè, bản Vienna nè, còn bảo hành tháng 4 nè. Con này còn bảo hành tháng 8 nè. Bản chính hãng không nha. Rồi, em sẽ lên con đầu tiên con giấu clip nha mọi người. Lên 11 con mắt đi anh, 11 con mắt cũng có luôn. Lên một con giấu clip đầu tiên đi. Cái con này là bản Nhật nè. Bản Nhật á nó sẽ ghi chữ là Galaxy mọi người. Mọi người thấy không? Chữ Galaxy nè. Đó. Con này sẽ bán giá là 4,8 triệu. 4,8 triệu nha. Này. 4,8 triệu. Samsung Galaxy Z Flip đề đầu tiên. Con này sẽ là RAM 8GB. Bộ nhớ là 256GB. Đó. Chip xử lý Snapdragon á là 855. Màn hình gập nha. Này. Thì nói chung bản Nhật thì bản chính hãng thì cũng xài chính bình thường các mọi người, không lỗi gì hết nha. Thì tình trạng của máy này á là mọi chức năng sử dụng bình thường. Góc gọng nè, F1 nè. Camera selfie nè. Đó, đều ok hết nha mọi người. Này. Ở mặt trước có thêm cái màn hình khoảng tầm 1 inch đúng không mọi người? Đó, mình thấy không? Vút qua vút lại nè. Này. Có thể chụp hình được luôn nha. Chụp cho người xem. Mà không? Thấy cái mặt em không? Thấy cái bản mặt em chưa? Đó. Này. Lúc chiều em mới đặt con LG V40, biết khi nào mới hàng mới về tay, chắc khoảng 4-5 ngày nữa. Tại vì hôm nay bây giờ mới test nè. Test thì ngày mai mới gửi, giờ chắc bản 3 ngày nó mới tới. Ok. Đây, mọi người thấy không? Đó. Cái màn hình tầm khoảng 1 inch mấy 2 inch gì đó. 4,8 triệu. Thì tình trạng của con này sẽ là bị lưu ảnh nha. Nền trắng sẽ bị lưu ảnh. Nó lưu ảnh số 3 nè. Số chấm mọi người thấy không? Nó số 2, số gì đó. Nói chung bị lưu ảnh. Còn mọi chức năng khác sử dụng bình thường. Ok chưa? 4,8 triệu thôi. Với clip 1. Với clip 1 4,8 triệu. Rồi sẽ lên một con là... Ủa? 14 con mắt rồi ta. Lên một con 14 con mắt ha. Khách đang xem dưới để xíu lên sẽ đem lên lại. À, lên tiếp là một con lát sắt 4m đi. Đây. Lát sắt 4m nè. Đó. RAM con này 8GB. Bộ nhớ là 128GB. Lát sắt 4m nè. Chip Snapdragon 820. Con này có hộp mà không có sạc nha. Có sao bao vậy. Đó. 6,4 triệu thôi. Con này là có một cái phím chích gờ giật tí. Mày thấy không? Phím chích gờ giật lý nè. Đây. 6,4 triệu. Phím chích gờ giật lý mọi người. Bên em máy thì có hỗ trợ trả góp, không cần trả trước nha. Miễn sao máy với 14 triệu là không cần trả trước luôn. Đó. Ví dụ máy 15 triệu mọi người trả trước 1 triệu, vậy là 14 triệu vẫn được. Đó. 6,4 triệu mọi người. Con này sạc, nếu mà sạc zin là sạc 120W á, mà không có sạc zin. Có máy không à. Máy gì hợp à. Có máy nào 1 triệu không anh? 1 triệu thì sáng có like á, mấy con mà LG V40 thôi. Nó dùng màn ám. Màn đớm thì nó rẻ hả mọi người. Rồi, iPhone 14 Plus nè. Đó, iPhone 14 Plus của bạn nào hỏi nè. Màu xanh. Đó, iPhone 14 Plus nha. Đây là bản, để coi bản gì. À, con này pin còn 100% nè. Cái dòng này pin cực kỳ là trâu mọi người. Đó, iPhone 14 Plus phiên bản 256GB nha mọi người. Dung lượng là 256GB mọi người thấy không? Giang Huy đẹp trai nha, cảm ơn anh Nguyễn Duy. Đây, 256GB nè. Nhìn ở ngoài thấy ghê lắm chứ. Trong hình đẹp trai chứ ở ngoài thấy ghê lắm mọi người. Đây là bản Mỹ. Thì bản Mỹ sẽ là xài eSIM mọi người. Đó, con này có dán cường lực sẵn nha. Khách xài đã dán cường lực sẵn rồi nè. Mọi người thấy không? Đó, có dán cường lực sẵn nè. Đây. Nói chung máy thì gần như đẹp chín chín không rồi. Máy còn đẹp nha. Bản Mỹ. Bản Mỹ là xài eSIM. Đó, mọi người xài eSIM thì nó cũng có lợi thế của eSIM. Đó, còn mà xài SIM vật lý cũng có lợi thế của SIM vật lý. eSIM á, tại sao nó có lợi thế là như vậy nè. Nếu mọi người bị, ví dụ thôi mọi người,
mọi người bị mất điện thoại á, người ta không lấy được sim ra đó, thì cái 3G 4G nó vẫn còn hiện trong này đó, mà có thể tìm kiếm được. Còn mà sim vật lý á, lúc mà người ta nếu mà bị mất điện thoại, người ta sẽ cúp cái sim của mình ra là mất 4G mọi người đó, là nó vậy nha. Nhưng mà người tắt cái thanh thông báo đi nữa là xong, là người ta không tắt được cái máy điện thoại của mình. Là nó có, nói chung là nó có nhược điểm và có ưu điểm mọi người, dòng nào cũng vậy á. Rồi con này còn bảo hành đến tháng 10 2023 nè, phiên bản là 256 ghi nè, con này bán giá là 19.8 nha, 19.8 với dung lượng là 256 ghi mọi người không, với dung lượng là 256 ghi. Rồi màu xanh rất là đẹp đó, có sao bảo vậy thôi, máy quay cực kỳ là kỹ nha. Ok, mấy con này bên em cũng có bán trả góp nha mọi người. Con Mi 11 Ultra hả? Đây, Mi 11 Ultra sẽ lên cho mọi người. Một con Mi 11 Ultra. Đây, còn sẽ zoom là 120F mọi người. Lưng này là lưng gớm nha. Đó, dòng này thì đình đá một hồi mọi người. Màn hình độ phân giải là 2K. Này, camera X0.5. Đó mọi người không? Zoom đến 120F. Samsung bây giờ zoom á là 100X mọi người. Con này zoom đến 120F nha. Đó. Đây này bao nhiêu zoom mà ta? À, 9 nè. Đây, nó nhảy nè, 5.7 inch nè. Không, rất là rõ nè. Đó. Tại vì gần quá mọi người, mọi người không chắc không thấy được đâu. Nó zoom xa thì được nha. Đó, zoom đến 120x. Rồi đánh vô phần cài đặt trong rồi xem. Này. Bấm nhầm à. Đây, Mi 11 Ultra, RAM 12GB. Con này phiên bản là RAM 12GB mọi người. Bộ nhớ sẽ là 256GB nha. Đó, màn hình tần số quét cao. Tần số quét sẽ là này, quá HD mọi người, mọi người thấy không? Độ phân giải là 2 cái cộng á. Đây, 120Hz nha. Với là quá HD luôn rồi. Đó, độ phân giải 2K cộng mà cộng thêm một cái màn hình 120Hz. Samsung á thì nó chỉ không biết, không quên đúng rồi, đề cao là bây giờ nó chỉnh được rồi mọi người. Đó. Nhưng mà chỉnh vậy nó rất là hao pin nha mọi người. Nó chỉnh độ phân giải 2K, 2 cái cộng á. Rồi, con này sẽ là chip Snapdragon 888 nha. Đó. Ngoài hình này tầm khoảng đây. Chắc khoảng 9798 vậy đó mọi người. 9798 vậy đó. Rồi, con sẽ bán giá là 9.8. Mi 11 Ultra 9.8. Rồi, em sẽ lên mẫu khác nha mọi người. Sẽ lên mẫu khác nè. Để coi cái S20 Ultra. Đây. S20 Ultra bản Việt Nam 2 SIM nha. Con này màu trắng nha mọi người. S20 Ultra bản Việt Nam 2 SIM màu trắng. 7.2. Con sẽ là RAM 12GB. Bộ nhớ là 128GB. Thì bản chính hãng sẽ là 128GB, bản Mỹ cũng là 128GB. Nói chung bản hàng sẽ được ưu ái. Bản hàng là 256GB mọi người. Bản hàng mặc định là 256GB vậy. Đó, cái này sẽ là 2 SIM. Giá bán là 7.2, màu trắng nha. Màu trắng, đó, rất là đẹp. Ở cái dòng này hay bị hở lưng lắm rồi. Là có sao có vậy thôi. Và cái này bên em sẽ dán rồi nha. Rồi sẽ qua một khác nha mọi người. Cái dòng Samsung bây giờ nó gầm cái keo dở lắm rồi. Rồi, đây là một con M51 nha. M51, pin là 7.000. Con này thì nó có ám nha mọi người, 3.6 nè. Pin là 7.000. Đó, pin là 7.000. RAM con này sẽ là RAM 8GB, bộ 128GB. Đó, nói chung mọi người thấy màn hình nó hơi hồng hồng xíu không? Đây, có sao bảo vậy nha. Màn hình nó hơi hồng và ám xíu nha mọi người. Và giá bán sẽ là 3.6 nha. Con này sẽ là giá chip Snapdragon á, 730, RAM 128GB, pin 7.000. Con này pin cực kỳ là trâu. Màn hình AMOLED. Rồi, tiếp mẫu khác. Tiếp theo sẽ là một con Samsung M33 5G. Đó, RAM con này 6GB, bộ 128GB. Máy thì rất là đẹp nha. Đó, máy rất là đẹp. Đây. Con này còn bảo hành tháng 8 2023. Và giá bán là 4.550. 4.550. Anh ơi em vừa hả tim 1.000 thêm. Cảm ơn anh Lê Nguyễn nha. Rồi. Tiếp theo sẽ là một con Tab A. Đây. Tab S chứ, con này Tab S. Để coi Tab gì. Ô con này màn hình khá là to. Không biết quay hết không. Đây, quay từ cao xuống nè. Đây là Samsung Galaxy Tab S7 FE. Pin con này sẽ là 10.090 mAh. Đó. Rồi RAM của nó nè. RAM của con này sẽ là RAM 4GB. Bộ nhớ sẽ là 64GB. Để coi màn hình có tần số quét cao không? Không, màn hình bình thường. Đó.
màn hình khá là to mọi người. Và con này sẽ bán giá là 6.8 triệu thôi. 6.8 triệu nha. Đây. 6.8 triệu mọi người. Đây một con iPhone 13 bản chính hãng nè mọi người. Con này sẽ là một con iPhone 13 bản chính hãng. Chốt Mi 11 ok luôn anh Phạm Chí ơi, anh gọi số hotline luôn giúp em nha. Con Mi 11 9.8 triệu. Rồi, đây là iPhone 13 bản chính hãng Vena, bộ nhớ là 128GB quốc tế. Đó. Pin con này sẽ là còn 97%. Con này sẽ là màu đen. Con này sẽ là màu đen mọi người. Đó, màu đen. Mọi người không? Màu đen. Có dán viền camera. Mọi người qua xem máy mình có thể lột ra kiểm tra vẫn ok nha mọi người. Đó, nếu phải chạy quá thì không mua, có quyền đó. Rồi, con này sẽ là giá bán là 15.300. Bản chính hãng còn bảo hành tháng 4 2023 nha. Đó. Qua lột mà thấy chạy quá thôi trả là cũng được. Thì nói chung về máy cũ thì thấy đẹp thì mua, không thấy đẹp thôi mọi người. Nó 20 bản hàng với bản Mỹ bên em đang bán đồng giá. Bản hàng sẽ là RAM 8 256GB, chip Snapdragon 865 LED. Con này một SIM 5.950. Còn bản Mỹ sẽ là hai SIM mà RAM 8 bộ nhớ là 128GB thôi, cũng là 5.950. Đây là S21 Plus và đây là bản Mỹ nha mọi người. Đó, bản Mỹ sẽ là một eSIM, một SIM vật lý, S21 Plus, RAM 8, bộ nhớ là 128GB, màn hình tần số quét con này sẽ là 120Hz nha. Đó, và chip xử lý sẽ là gần 888. Con này bên em sẽ bán giá là 8.6 triệu mọi người, màu đen. 8.6 triệu nha. Có iPad không anh? Dạ có anh ơi. iPad thì 626GB, 6.850. Đây, em sẽ lên một con LG Velvet. LG Velvet con này sẽ bán giá là 3.2 triệu. Đó. RAM 8GB. LG Velvet là RAM 8GB. Bộ nhớ sẽ là 128GB, có hỗ trợ 5G, chip Snapdragon 765G nha. 3.2 triệu. Màn hình 6.8 inch, có vân tay trong màn hình, màn hình OLED. Màn hình OLED mọi người. Còn đây là S22 Ultra. S22 Ultra con này ngoại hình 9798 mọi người. Đó. S22 Ultra bản Mỹ, 2 SIM, 1 eSIM, 1 SIM vật lý. RAM con này sẽ là RAM 8 và 128GB. Thì dòng S22 Ultra là có cái bút nha mọi người. Đó, có thêm cái bút nè. Con này sẽ bán giá là 14.600, còn máy phẩy hơn nữa, máy chạy nữa là 13.900. Đây là A72 có hộp với sạc nè mọi người. Đây là bản chính hãng nha. A72 RAM 8 256GB, màn hình 90Hz. Thì con này là cũng là màn hình AMOLED mọi người. Con này có chân tay trong màn hình nha, gọi là chân tay siêu âm nè, có không? Mở chân tay trong màn hình. Đây, hai SIM chính hãng nha. Giá bán là 4.9 triệu, có sạc 25W sạc zin nè. F52 có F52 không anh? À, em bán hết rồi. F52 như hết rồi. Đây là một con iPad. Đây, con này bị phản quang rồi. Để mở cho mọi người xem. iPad Gen 5 32GB bản Wi-Fi. Con này sẽ bán giá là 3.2 triệu mọi người. Con này bị phản quang một xíu nha. Đó, con này bị phản quang xíu. Mọi không, nó bị đớp phản quang xíu đây nè. Nhìn kỹ sẽ thấy nha mọi người. Không biết thấy không ta. Đó, nó bị đớp sáng đây nè. Đó, thấy không? Em chỉ luôn đó. 3.2 triệu mọi người. 3.2 triệu nha. iPhone 12 Pro màu đen. Đây. 12 Pro màu đen bản hàng 256GB. Pin con này còn 87% à. Và con này sẽ bán giá là 13.200. Pin 87 nha mọi người. iPhone 12 Pro màu đen. Ok, 13.200. Trả góp không qua cửa hàng được không anh? Dạ không được rồi. Trả góp phải qua ngân hàng nha mọi người. Bên em không hỗ trợ trả góp qua cửa hàng trực tiếp nha. Samsung A32 3.1 GB 628GB. Con này thì màn hình 90Hz nha, 3.1 thôi. RAM 6 128GB. Tiếp theo sẽ là iPhone 13 tiếp mọi người. Con này thì 14.300. Còn là bản hàng 128GB nè.
Con này sẽ là pin 98% màu trắng nha. Ở pin 98%. Giá bán là 14.300 mọi người. 14.300 nha. Bán hàng. Tiếp theo sẽ là một con iPhone 12 Pro Max pin 94/128GB. Màu xanh. Giá bán là 14.800, con này bản Mỹ nha mọi người. Đây bản Mỹ, ngoại hình 798 à. 14.800. Rồi. À con này 6 thôi, 76 thôi. 26GB. 11 Pro Max 26GB. Đây, con này sao? Đây, mã Mỹ 26GB nè. Bên trong phần bên bên 92. Đó. Con này có chạy đây nằm rồi không? Con này bán giá là 9.500.000 nha. 9.500.000 mọi người. Với đích nó có chạy nữa rồi không? Đó. Nó chạy mà nó không quét quét cái đèn đèn mọi người không thấy á. Đó, con này thì nhỏ phải 97% thôi, 9.500.000, 26GB. 12 của Bắc Chin không lỗi hả? 12 của Bắc Chin không lỗi, màu đen là 14.100. Còn tất cả một khác là 14.800 anh ơi. Oppo A92 RAM 828GB, chip Snapdragon 855. À 665 em nói nhầm, 2.6 triệu. Rồi con combi cell nè. Combi cell này thì không có nhận diện khuôn mặt mọi người. Gọi là Face ID á, nó là quét Face ID 3D như iPhone X nha mọi người. Đó cái đời này như là iPhone X. Dòng này chụp hình rất là đỉnh nha. Chụp tấm hình cho mọi người xem. Đây, cho mọi người chụp gì đây. Đây chụp cho mọi người tấm hình cho mọi người xem nè. Ok. Chụp xong rồi nè. Nó đây đang xử lý đúng rồi không? Đó. Rất là đẹp chưa mọi người. Này. Như máy ảnh luôn không? Rất là đẹp nha. Đó, 2.500.000 thôi. Con này sẽ là RAM 6GB, bộ nhớ sẽ là 64GB, pixel 4, không Face ID là con này không nhận diện khuôn mặt rồi. 2.500.000. Chip Snapdragon 855. Ok. Xài chữa cháy cực kỳ là ok luôn rồi. Dòng này là hơn Google tại vì cái dòng này là của Google sản xuất ra rồi. 2.500.000. Đó, này có con mỗi con này là thanh lý hả? Rồi, nó chính bản Mỹ 3.800. Màn hình đẹp không lỗi gì hết. 2.800, ok chưa? Có cây bút luôn. Ai muốn bút có bút. Đó, muốn bút có bút giá ok là con này. Đó, nó chính nè, nó bị chóc đây xíu thôi. Nói chung máy cũ mọi người, bên em bán máy cũ mà không bán máy mới. Em ngày nào cũng đi hâu máy khách á, được cái nào thì quay lên cho mọi người xem. Và là RAM 628, người bản Mỹ là chip 845 nha. 3.800 mọi người. Cái sim quên gắn cho bạn. Ngày nào bên em cũng đi hâu máy khách đó mọi người. Nói chung phải có máy này máy kia mọi người. LG V50, cái lưng hơi chạy. Phải không? Lưng hơi chạy nè. 2.300. Còn là RAM 628GB. Đó, cái lưng này có dán lại rồi nha. RAM 628GB, màn hình đẹp full chức năng. Giá bán là 2.300 thôi. Đây, 2.300. Một con duy nhất. Con này hâu khách. Tiếp theo con gì ta? A32 con này giỏi đẹp hơn xíu nè, 3.200. Cũng là màn hình 90Hz nha. Đó, hai sim, con này pin 5000, dưng tay trong màn hình. 3.200. Còn đây là A71. Người không? A71 nè. Con này RAM 8GB. Bộ nhớ là 128GB. Chip á, xử lý Snapdragon á là 730. Đó, con này có dưng tay trong màn hình nha. Kích thước màn hình là 6.7 inch. Màn hình Super AMOLED. Đó, và con sẽ là pin 4.500. Này, hai sim chính hãng. 3.600. 3.600 nha. Em không có iPhone X rồi. Rồi, tiếp theo. Hôm nay like hơi nhiều nha mọi người. S20 Plus bản Mỹ hai sim. RAM 12GB, bộ 128GB, chip là 865, màn hình 120Hz. 5.850. Có hai màu. 5.850 bạn Mỹ nha. Quá đã. Bạn Mỹ là được hai sim mọi người.
bản hàng thì được 26GB và một sim. Samsung A12 2.450, con này pin 5000 nha. RAM 628GB. Rồi tiếp theo là con Vivo V23e. Con này sẽ là RAM 8 128GB, giá bán là 2.950. Redmi Note 11S có không ta? Hình như vậy, để em coi lại. Cái này mới vừa khởi động nó hơi lâu mọi người. Đúng rồi, Redmi Note 11S RAM 8GB 128GB. Con này có tường số phát hình là 120Hz, à 90Hz chứ. Đó. Camera là 108MP, 3.4 triệu. Đây còn một con Oppo Face X2 Neo, RAM 12GB, 4.2 triệu, màn hình 90Hz, con này màn hình cong nha. Còn một con duy nhất máy đẹp 99, 4.2 triệu, Oppo Face X2 Neo, RAM 12 128GB. Nó mua lút bản Mỹ nha. Đây, RAM 12 26GB, 6.3 triệu. Oppo A96 RAM 8 128GB, 4 triệu. Rồi còn là Samsung S9 nè. S9 con này bán giá là 2.650. Đây, bản Mỹ luôn nha, chip là 845 mọi người, RAM 464GB. Đó, 2.650, có màu đen nữa. IPMAX 26GB, 6.850. Đây, IPMAX quốc tế Mỹ 26GB, có pin 100% hay cộng 2300 nha. Đây, IPMAX nè, 26GB quốc tế Mỹ, 6.850. Có Apple Watch không anh? Không có anh ơi. Kiếm cái gì vậy anh? Đây còn có cái gì nữa ta? iPhone 12 mini 128GB, 7.2 triệu nè. Rồi mấy con này thì ai có con này nè, S20 FE bản Mỹ đó, S20 FE bản Mỹ, RAM 6 128GB, chip 865 nhé, màn hình 120Hz, pin là 4.500, 4.500 nha, 4.500. Có màu đen nữa nè, bản Mỹ nha mọi người. Đây, 120Hz, chip 865, con này cũng hồi đó cũng cực kỳ lâu cơi. Dòng bản Mỹ sẽ là được 5G mọi người không, 4.500 nha, bản Mỹ là được 5G mọi người. Đó, màu đen. Còn ai muốn mạnh mẽ thì quốc con màu hồng. Đó, em là mạnh mẽ là em quốc màu hồng liền, thấy chưa. Rồi anh chị em nào mua hàng online mọi người lưu ý giúp em nè, bên em thì chỉ giao dịch một số tài khoản ngân hàng là Hà Quốc Minh nha. Đó, thấy không, Hà Quốc Minh nè. Vietcombank 97168 5 con số 9, thì để ý 5 con số 9 là của em, còn mọi số tài khoản khác đều là lừa đảo mọi người. Thời gian làm việc của bên em là từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối nha. Số điện thoại để chốt hàng đó là 077 469 683, 0703 747474, và 06 con số 8 774. Người bên em bán hàng có ship hàng tận quốc và cho kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Ship có thì bên em có cọc rồi, máy dưới 5 triệu cọc 300, máy trên 5 triệu cọc 500, máy trên 10 triệu sẽ gọt trên 1 triệu. Còn mọi người muốn mà qua trực tiếp cửa hàng á, địa chỉ của em là 43 Hồ Hành Biên, phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, và bên em có hỗ trợ trả góp, không cần trả trước nha. Trả góp thì bắt buộc phải đến cửa hàng, không làm hồ sơ trả góp online. Dưới 14 triệu mọi người không cần trả trước. Ví dụ trên 14 triệu, 15 triệu mọi người trả trước 1 triệu. Vậy là 14 triệu vẫn được nha mọi người. Bên em sẽ bảo hành 3 tháng 1.1, không có hành gây nước cứng đó màn hình. Đó, như đó thôi mọi người. Và máy này báo giá lợi nha. Nè, 13 iPhone 13 mọi người, 128GB, pin 89, 14.300. Nè, 12 mini nè. Này, ai hỏi nha. iPhone 13 128GB luôn, cũng là bản chính hãng, bảo hành 2011, 15.300.
iPhone 11 lên vỏ 7.9, pin 85. iPhone X Max lên vỏ pin 100%. iPhone X Max pin 100%, 8 triệu rồi, này lên vỏ nha. Điện thoại mấy triệu cũng phải trả góp. À shop ơi, thì trả góp á thì trên 3 triệu mới trả góp được nha mọi người. Đó 3 triệu với rồi mấy dòng khác thì cái nào cũng được không? Vậy sao trên 3 triệu trả góp được? iPhone XR 128GB 5.9, pin 84. Còn màu đen thì 5.2. Cái này màn hình lô mọi người. iPhone 12. 12 Pro Max chứ, màn hình 2G nha. Gọi là màn hình lô đi, mất công nó màn hình OLED tùm lum mọi người không hiểu á. Màn hình lô 10.800, pin 87. Rồi đây là 7 lút 128GB pin 89, 2.950. Xiaomi Note 20 2 SIM bao nhiêu bạn? Note 20 2 SIM là bản Mỹ nha. Bản Mỹ là bên em sẽ bán giá là 5.950. RAM 10, RAM 8GB 128GB. Bản Mỹ là một eSIM, một SIM vật lý. Mi 11 Tech Pro 7.7, chip là 888. Mấy con này báo giá thôi mọi người. Gì để em coi là hôm trước em xuống xe VIP Max gặp chị mang ra không có gì. 7.1 64GB mà anh bảo có 6.000. 7.1 là nè, có ghi nè. 6.850 là B8X, còn 7.150 nè. 7.150 là B100%. Mọi người thấy không? Đây nó ghi pin 100% nè. Sao chói quá ta. Đó, chữ pin 100% nè, người thấy không? Đó. Nè, còn B87 nè. Còn này ghi chữ pin 87 nè. Này pin 87 26 ghi 6.850. Đó thì nó chung tùy theo pin thôi, chứ là 300.000. Pin cao thì nó cộng thêm 300. Lúc nào quay cũng có nói mọi người. iPhone XS 4.850. Oppo Reno 7 Z 5G 5.250. Ủa? Nó Oppo Reno 4, Reno 7 4G mọi người, 4.850. Cái này ghi lộn. Này 4G. 12 Pro Max 128GB 14.800, pin 88. 11 Pro 7.5. S5G 4.9. Ô con này 4.6 rồi. Này 4.6. Samsung A12 2.4. Để coi còn nào không ta. Vivo Y51 2.8 nè. Oppo A55 2.4 luôn. Redmi Note 11 2.750. Mấy con này báo giá hơn nha mọi người. Z Fold 1 10 triệu. Đây. Này bạn chính hãng hay xem. Reno 2Z 2.950 RAM 8GB. Màn hình AMOLED. Samsung A53 5G 5.8. Oppo A76 3.750. Oppo A17 2.950. Oppo A55 2.550. Oppo A76 4.050 mọi người. Ủa sao Oppo A76 nhiều dữ ta. Oppo A74 3.1. Mi 11T 5.7. Mi 10 Ultra 6.8. S22 8.8 mọi người. Đây, nhỏ gọn, con này có vách cứng đây nha. S22 chip Snapdragon 801. 12 Pro Max pin 90 4.200. Rồi con này vỏ 6 là 12.500, 12 Pro Max nha. Rồi vỏ nó 6. Đó trừ 1.5 triệu. Mi 10S 6.3. Poco F3 chip 820 5.450. S21 FE 7.8. Oppo Reno 6 5G 5.8. Là Redmi K50. Đây, sạc pin 67W còn yên nguyên. 6.7, con này mới vừa xài thôi mọi người, mới vừa xài ta bán lại.
là Oppo Find X3 8,5 triệu. À, 12 con mắt đen hả? 12 con mắt đen là con này biết 8X đó. Rồi ta. Em để bên kia để xíu không quay lại cho mọi người. 12 con mắt đen là màu đen là 14,1 triệu mọi người. Video 6 5G. 4,650, con này hơi cứng nha. A33 chứ. 4,4 triệu. Onlus. Nói nhầm, Oppo Reno 8 Onlus 10,600. Con này chip DMNCT 1300W. Không ta, đúng không? LG V60 bằng Mỹ 4,3 triệu. A71 3,5 triệu. Note một lúc 7 Mỹ 6,5 triệu. Vivo V23e 3,1 triệu. Này không có giá. Trời ơi, cái này cao dữ. Redmi K50 7,2 triệu máy mới chưa mua siêu. M51 4,5 triệu nha. Còn hộp sạc luôn. Con này gì? Oppo Find X3 Pro 1,2 triệu. Đó. Còn sạc luôn. Chip là 88 nha. Này bạn chính hãng mọi người. RAM 12 26 GB. Đây chiếc clip 3 bản chính hãng 8,7 triệu. Clip 3 quá trời luôn. Đây con này 26 GB bản chính hãng luôn, 9,8 triệu nè. Đây F52 còn cây nè, con này có dán keo mọi người, dán cường lực sẵn luôn. Nó khách mua bán lại nè, 3,5 triệu. F52 M53 5G 5,8 triệu nè. Samsung A23 3,5 triệu. Mấy con này báo giá không mọi người. Redmi Note 11 Pro có 5G nè, 4,7 triệu. Oppo A77s 4,2 triệu. Mi 10T Pro 4,5 triệu, chip là 8,5. Oppo A57 3,1 triệu. Redmi Note 9s 2,6 triệu. M22 3,050. A72 4,650. Oppo A55 2,5 triệu. Samsung A23 3,5 triệu nha. F1 bản Mỹ nha, 4,4 triệu. Reno 8Z 5G 6,8 triệu. Reno 8 5G 8,5 triệu. Realme 8 Pro 3,9 triệu. Samsung Tab A7 Lite 2,9 triệu nha mọi người. Realme GT Neo 2 6,2 triệu. Neo 2 tơ chứ mọi người. Còn đây là RAM 8GB thì 5,6 triệu. Con kia RAM 12GB. Có hai con. Oppo A96 mọi người, 4,2 triệu. Có sạc 33W nha, sạc zin. Đây. Oppo Watch Series 7 6 triệu mọi người. Đó, 6 triệu nha. Con này mua chính hãng hay di động. Những clip 4 máy mới mọi người, 13,900, con này 26 GB. Hai bát Gen 9 6,5 triệu. Tab A8 4,8 triệu mọi người, này Tab A8 nè. Hãy bỏ cái ốc lưng nha mọi người. Để xíu mọi người, nãy bỏ ốc lưng nha. Đây Tab A8 4,8 triệu nha. Đó, rất là đẹp luôn. Đây là Poco F3 5,9 triệu nè. Hãy subscribe.
Poco F4 5.950. Redmi K50 con này 7.2. Flip 3 9.9 RAM 8 26GB. Samsung A13 3.050. Oppo A57 3.250. Đây là iPad Gen 6 mà 6.2, cái này máy mới nha. Chỉ khu siêu qua chưa xài, 32GB Wi-Fi. Còn gì của chúng ta. Vivo i55 3.8 mọi người. Samsung S10 3.750. A5S 5G 4.4. S20 5G 4.850. Poco C40 2.1. Oppo A55 2.4. Realme 8 Pro 2.5. Realme 9 Plus 4.5. Realme C17 2.850. Note 10 Lite 4.1. Note 17 Mỹ 4.850. Vivo i22s 3.6. Máy này báo giá không rồi. S22 Ultra 13.900. S20 Plus 5.850 báo rồi. Pixel 4a 5G 3.5 nha. Redmi Note 10s 2.8. Redmi Note 11 Pro 4.3. Đây là Redmi Note 11S 3.550. À, lá sắp 4, RAM 12GB máy đẹp keng, 6.5. Còn với ông ta. A33 5G 3.5. Cái này 3.5 không rồi. Mi 11i còn K40 Pro mọi người. Chip là 888 nha. 5.6. Vino 6 5G 5.6 luôn. A51 3.150. Vino 8 5G 7.8. M32 3.4. A51 2.950. A22 3.2. Vivo i16 2.850. Xiaomi Mi 1T 5.4. Reno 5 3.5. Reno 8 4G 5.7 nè. Mi 1 Lite 5G 4.4. Realme C35 2.850. Rồi, này có như đây không rồi. Honor 9 5G 7.2, chip là 888. A52 3.3. A30S 2.150. Rồi, hôm nay bên em có ở đây không rồi. Cảm ơn mọi người dành thời gian xem buổi livestream nha mọi người. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha. Bye bye.